Hello cả nhà, xin chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia nghe. Cả nhà biết mình để đây chị không? Mình đang bào tỏi á cả nhà. Mình đang bào tỏi với lại để mình ăn với lại vịt chiên á. Bây giờ lộn vịt quay á. Chồng mình mua nửa con vịt quay á cả nhà. Mình bào mỏng như vậy nè. Cái một hồi mình để giấm táo vô. Mình để giấm táo vô cho nó chua, nó bớt cái độ cay á, tại vì tỏi này mình mua để 3 tuần rồi. Mình muốn ăn cay cả nhà, mình muốn ăn tỏi già đó. Đó, mình để cho nó lên mọng mà mình để 3 tuần cũng đều muốn khô nước luôn rồi đó. Mà nó không có lên mọng, nó hơi lên lên vậy thà. Chứ không có gọi là lên mọng nữa. Đó, nó lên lên mọng tí xíu à. Nó chưa ra lá luôn á cả nhà. Đó, mình bào vậy nè. Để mình ăn với lại thịt vịt quay. Bây giờ dịch bệnh á cho nên ăn cái gì á mình cũng mua ăn ăn với tỏi hết á cả nhà ơi. Mình bào mỏng như vậy nè, mình để giấm táo lên. Để giấm táo. Cái mình ăn liền luôn. Nó mau chua. Còn mình mà dạng như mình ngâm nguyên củ á, để nhiều khi á hả lâu quá ăn chua quá, ăn không có ngon cả nhà ơi. Mình bào có cái móng tay nè, mình quấu vô nó chắc lắm. Củ này lên mọng rồi cả nhà, phải lắm. Với lại chồng mình cũng mê ăn tỏi lắm cả nhà ơi, ăn tỏi cũng tốt cho sức khỏe mà. Đó, mình lựa mấy củ bự mình bào chứ củ nhỏ bào không được đâu. Lúc trước á, thì mình thường ngâm ngâm giấm lắm, mà ngâm á cái để lâu quá nó chua lườm chua lét nè, cho nên bây giờ mình rút kinh nghiệm mình bào, mà bào như vậy á ăn nó mau chua nữa, ăn vừa ăn nữa. Mình để miếng giấm vô, để miếng nước tương nhiêu đây, chắc mình nghĩ để 2-3 muỗng giấm, xe cho cơ lẹo phân son thủ phân su phân chai địa đen xưa sinh xưa xưa kinh rô vị trái hạo đó. Mình nghĩ mình bạo nhiêu đây là đủ rồi đó, thôi bạo thêm đi đó. Bạo bạo lẹ ha cả nhà ha, có móng tay hơi lú lú xíu quấu vô rồi bạo đó. Mình để giấm này nè cả nhà, giấm táo nè, mình xài giấm táo loại giấm này nè, loại giấm này nè. Đổ vô phân su cho lì bên, đổ vô cái trộn cả nhà ơi, để nhiều vô nhiều nhắm á, thì nó chua nó bớt độ cay. Rồi bây giờ mình để miếng nước tương vô nha, đó nhiêu đây là cũng đủ nhức nách rồi. Ngon lắm á cả nhà, thấy vậy chứ ngon lắm. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia nghe. Hôm nay hai chồng mình ăn vịt quay nè cả nhà ơi. Nói vịt quay sang chứ hai chồng mình mua có nửa con à. Chứ cơ y chơ to tiền à. Như to khoa không ạ? Một con là 66 đồng cả nhà, này mình mua nửa con. Nửa con 33 đồng. 33 đồng là khoảng 170 tiền Việt đó cả nhà. Đây là tỏi của mình là làm xong rồi nè. Đó, mình mua vịt quay cả nhà, họ sẽ cho mình hai chén nước chấm nè. Cho mình bị dị ứng cả nhà ơi, đi làm chung với chồng mình á bị dị ứng quá trời luôn. Cái có bữa mình cái giò của mình bị dị ứng nổi mà sưng luôn á. Cái mình trong video á, mình nói chung là mình nhức nhức giò cả nhà, nhưng mà mình không có nói, nhưng mà mình không có nói. Cái mình nói mình kêu chồng mình á đi lấy giùm mình cái đũa cái chén gì đó mình quên rồi. Cái có bạn nó vô nói với nó mình sao không đi mà bắt chồng mình đi gì đó.
thể chọn tại tại mình bị nhức giò, chứ mình không có đến nỗi mà lười đến nỗi như vậy đâu cả nhà ơi. Bây giờ hết rồi nhưng mà tay của mình nó còn nổi cả nhà, nó hơi đỏ đỏ. Ăn chi cho tôi giao phân đi đi đó. Tỏi mình ăn, mình ăn bây giờ ở nhà mình ăn vịt quay hay là thịt thịt heo gì đó mình cũng để tỏi vậy hết. Ăn son thủ mì cho hậu xưa ha. Còn đây là dưa leo rồi cả nhà. Dưa leo ở chỗ này mình mua là chỗ quen á, cái chị đó cho chồng mình một bịch dưa leo, chứ mua chỗ khác là không có dưa leo đâu. Nó ngon lắm luôn cả nhà. Cả nhà làm thử tỏi tỏi này á, ăn với thịt 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 vịt thử coi, nó ngon lắm. Nhiều chỗ á, vịt vịt quay á, ổ quay á là hôi nha, nó hôi, cái mình ăn với tỏi là nó không có bị hôi. Hầu chua ngon không? Ngon không anh? Không ngon. 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 Trong ron thì đã hào chưa? Không có hôi. Cả nhà đừng sợ. Ngon lắm. Vì chồng mình á không có biết ăn tỏi đâu, bà nó hôi, mình làm cho ba ăn, ba phái ba ghiền ba ăn tới giờ. Ba phái ba ăn tới giờ không cả nhà. Nã tiên siêu thì buồn. Ngon lắm cả nhà. Đang đói bụng á. Mình á, mình đợi chồng mình đói bụng á, cái mình làm mình ăn, ăn nó ngon. Anh chồng mình á, anh đợi mình mà anh không nói. Chồng mình á ăn mà có miếng vải sạch. Đỡ tiết kiệm giấy cả nhà. Lúc trước mình làm công ty vải á, cái lấy gì xài. Dạo này chồng mình lên video á, ảnh tự tin, ảnh không phải tự tin mà ảnh quen hơn lúc trước rất là nhiều luôn. Lúc trước á kêu ảnh là ảnh không có được vui, mắc cỡ à. Quay với mình viết ảnh quen luôn cả nhà. Ngon lắm luôn, mình không có nói dốc cả nhà đâu. Làm thử ăn bào ăn với thịt. Mình đã nước tương vô á để cho nó dằn cái vị chua lại. Ăn với thịt heo quay cũng ngon. Ăn với thịt heo quay cũng ngon. Hay tin đó hả, dịch bệnh xuống đó nhà, mừng dễ sợ mừng. Có bữa 9.000, có bữa thì 7.000.
chồng đi chợ á, tôi anh mua rau sống mà lôi loại rau này ăn nó giòn nó ngon hơn. Anh không biết mua à, anh điện thoại thấy hình á rồi hỏi mình có phải loại này không, khổ ghê không, đàn khi đàn ông đi chợ. Thịt gà với thịt vịt đấy cả nhà, mình phá ăn thịt vịt không, nhưng mà mình bị phong mới đau, bị phong mà ăn thứ dữ mà món nào không phong là không chịu ăn. Củ hành, củ tổ này ăn ngâm vậy ăn ngon dễ sợ. Ăn vịt quay á, mình thích ăn cái bụng, tại vì á cái bụng á là phần dưới phô câu á cả nhà. Hồi quay á nó chút ngược xuống vậy nè, cái lúc mà chín á con vịt nó thấm ở dưới cho nên nó ngon hơn. Dạ biết rồi. Nhưng mà cho nên sư chị mua nửa vịt cho nên có cái đùi cả nhà. Chồng mình á, anh ăn cái gì ngon anh cũng nhường mình hết, mình thì mình không có nhường đâu cả nhà. Nhường gì thì nhường chứ miếng ăn mình không có nhường. Đói thì ăn chứ nhường gì cả nhà ơi. Lúc trước á mình làm công ty á, có cái chị đó nghe, chị thương chồng chị dữ lắm luôn. Trời ơi, ăn cái gì ngon cũng dành cho, để dành cho chồng hết á. Chắc mình nghĩ mỗi người mỗi ý thôi nha. Mình thì mình suy nghĩ khác. Mình suy nghĩ trời ơi, cái gì à, mình là phụ nữ để cho đàn ông nuông chiều ha, để cho chồng mình thương nuông chiều nhường nhịn mới đúng ha. Mà anh này sao mà cái gì cũng nhường nhịn cho chồng hết á. Ăn cái gì ngon cũng nhường nhịn cho chồng á. Mình không có đâu nha. Nó trình cơ tí xíu. Trình bao bắt lỗi mình nói một lấy một cái giấy cho mình, chồng nói một bịch chứ không phải một cái. Mình thì mình không có, hay là tại vì chồng mình nhường mình quá cho nên mình quen á cả nhà ơi. Nhường cha nhường mẹ không nhường, nhường đồ ăn cho chồng. Không phải là không thương. Thương nhưng mà mỗi người mỗi tánh mỗi ý khác nhau. Nghe anh ha. Dạ. Không. Mà nói không thương cũng không đúng. Tại mình á, mình ít, mình không có thích mình không có thích bộc lộ ra cái nhỉ. Cái gì mình lo, mình quan tâm, mình để trong lòng, chứ mình không có nói.
không biết sao mà mấy ngày nay mà mình cứ ra bụng hoài đó nha. Đau bụng làm sao đâu á, mà mình đâu có ăn bậy đâu, mình ăn cơm nhà thôi mà mình không có nhiều khi một tuần đi chắc ngày hai ngày ăn, chắc một ngày cũng có một lần ăn ở ngoài. Lúc trước không dịch đó, thì tuần hai chồng mình ăn ở ngoài ăn lần hai lần chứ. Tôi ơi, số bản rồi, xin xin. Thấy dù sai á. Lòng cơ hào xưa hay xưa ta xong mà cái hào xưa. Ta cũng. Ta xong, ta thẻn nè. Ta xong mà cho thẻn thôi ạ. Đó là con tôi cần ta phóng như vậy. Nó cái quy tao quy trên nào đấy. Có tao quy tao quy trên, cho ai chỉ đi à? Cái tùng đèn trăng cởi gì sang mà phất khai vậy chứ? Mình cứ không biết là mọi thứ cởi gì sang đâu. Nếu mà trăng ai thì biết. Tần chưa tao sửa lại sửa tin nào hả? Bà Lý Huy tôi đó là chi sơ sổ chi đó chỉ đúng nào. Cái gì mà chưa mình chưa ăn qua cả nhà, mình không dám ăn bậy sợ đau bụng. Anh kêu mình lần sau á để tỏi với lại củ hành để chung á, mà mình không, mình sợ mình không biết ăn có được không. Chồng nó ăn hành nó ngon hơn cái này, mình nghĩ hành nó giòn á cả nhà, nó mọng nước mà. Ăn gà ăn vịt đó nha, mình chỉ thích ăn cái đùi với cái cánh mà. Còn ba chồng mình á, ổng mê ăn cái cần cổ. Còn chồng mình á thì thích ăn xương, xương nó ngọt. Chồng mình nó nghèo, ăn vịt quay đó tức là ăn da, không biết làm sao lần nào ăn da. Mình nghĩ mình bị đau bao tử cả nhà. Mình mà ăn thịt đó cả nhà là mình mau no lắm.
mình ít ăn, thịt. Thường thì mình ăn thịt đó nha, là mình ăn cỡ chắc cũng cỡ hai đùi là mình no rồi, không ăn không nổi. Số mình ăn chay sao thấy anh ha, ăn xong rồi dẹp. Ví dụ đèn phen sư quảnh ha, là anh nói cay đúng rồi, cay đúng rồi. Tỏi già mà mình để ba tuần mà lào xong thủ mì thì cho la huynh thị ta bị cho hào, còn có hai miếng mà cũng không chịu ăn. Ăn mà ai mà không biết ăn cay là ăn phỏng lử luôn á cả nhà. Thì cho video của Nguyên đến đây kết thúc á cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của mình nha. Bye bye, xin chào cả nhà bye.